Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực bãi trước, phường 1, thành phố Vũng Tàu sáng ngày 8 tháng 10, hàng chục chiếc ghe đua nhau vào bờ với những tấm lưới nặng trĩu cá mai. Theo ngư dân Bùi Văn Chất, ngụ tại phường 5, vụ cá mai cá trích hàng năm thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch. Năm nay thời tiết thuận lợi, đánh bắt gặp nhiều may mắn nên nhiều người trúng đậm mẻ cá mai. Công việc bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng, ngư dân nổ máy cho tàu vươn khơi khoảng 10 đến 15 hải lý và bắt đầu buông lưới. Đến khoảng 5 đến 6 giờ sáng, các tàu thu lưới về bờ gỡ cá bán cho người dân và du khách để bảo đảm độ tươi ngon của hải sản. Chính vì thế, ngay từ sáng sớm tinh mơ, chị Trần Nguyệt Nga, ngụ tại phường 1, đã có mặt tại đây để kịp thu mua những con cá mai tươi rói. Theo chị Nga, cá mai tuy nhỏ nhưng có thể làm được nhiều món ngon như gỏi cá mai, chả cá mai, chiên, kho tiêu và ủ làm nước mắm. Nhiều ngư dân cho biết với giá bán dao động từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một ký, sau khi trừ các chi phí nhiên liệu, hiện mỗi chuyến đi biển vài giờ, ngư dân thu về khoảng 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và có thể cao hơn nếu trúng đàn cá lớn.